5 km, leo tiếp 999 bậc thang mới tới cổng trời, cổng trời nằm trên đỉnh Thiên Môn, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, cao 130 m, được hình thành sau trận đại hồng thủy khiến núi đá vôi sập xuống, tạo thành mái vòm, cái tên cổng trời Thiên Môn cũng hình thành từ đó. Hành trình chinh phục cổng trời khiến bất cứ ai cũng phải choáng ngợp, để tới cổng trời, du khách phải đi qua Thiên Môn Sơn cung đường đầy hiểm trở trông gai, tuy chỉ dài 11 km nhưng cung đường có tới 99 khúc cua ngoạn nghèo điểm chênh lệch chiều cao từ điểm đầu tới điểm cuối lên đến 1.100m. Cung đường có nhiều góc chết, thách thức mọi tay lái. Việc xây dựng tuyến đường này kéo dài tới 8 năm, từ 1998 đến 2006 mới hoàn thành. Nhìn từ trên cao xuống, tuyến đường quanh co như một con rồng trắng đang uốn lượn, vươn mình lên đỉnh núi. Nhiệt độ trên cao chênh lệch so với thành phố Trương Gia giới khoảng 10 độ C, quanh năm phủ mây, khiến du khách có cảm giác như lạc vào cõi Phật, nếu sợ phải ngồi sau tay lái. Bạn có thể lựa chọn việc di chuyển bằng cáp treo. Tại đây có hệ thống cáp treo dài nhất thế giới với 98 cabin, tổng chiều dài gần 7,5 km. Tuyến cáp bắt đầu từ nhà ga Trương Gia Giới, hành trình chinh phục cổng trời chưa kết thúc. Khi tại điểm dừng chân, du khách phải leo tiếp 999 bậc thang bằng đá. Nơi này còn được gọi là điểm trung chuyển, giao hòa giữa thiên giới và hạ giới. Cổng trời nằm trên đỉnh Thiên Môn, cao 130m, được hình thành sau trận đại hồng thủy khiến núi đá vôi sập xuống, tạo thành mái vòm